Hello mọi người nhá. Chào buổi sáng tới tất cả anh chị bạn nhé. Em lại xin phép được review tới tất cả anh chị bạn một cái cục trắc này. Trắc đây chắc là nó nu. Nu xoắn sụn này. Cục đây 3,5 kg anh chị bạn nhé. Đỏ đen. 1, 2, 3. Dài chắc 80. Chỗ đây là 22 luôn anh chị bạn này. 22. Mấy lần đi nó vạc hơi hết. Đây kiểu, nhìn như kiểu tổ ong đất. Ok.